Cô chú anh chị thông cảm nhé, tối hôm nay em mưa bão quá kinh khủng. Bây giờ đang công tác phòng chống bão ở cái dàn lan này đã, nó đang nhổ muốn vung cả mái luôn này. Đấy, cô chú anh chị thông cảm nhé. Em sẽ tải cái video này lên, ai lấy cái gì thì cứ nhắn tin sang điện thoại cho em. Vợ em ở trong nhà nó sẽ tốt hơn cho mọi người, còn em thì bắt buộc là chắc chắn là phải ở dàn lan rồi. Mưa gió là chắc chắn là một điều là vẫn phải đứng ở ngoài dàn rồi, kể cả có ướt thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ toàn bộ là tài sản này, mọi người nhìn cái gió này, mọi người nghe tiếng là giật là mọi người biết rồi. Gì đây, những cái cây chanh này đó, nó giật cây chanh đến khá nhìn còn cảm tưởng còn gãy cây chanh luôn, kinh khủng. Đây mọi người nhìn thấy sức cây mà ở trong dàn mà nó còn như thế này là mọi người biết rồi đấy. Mất điện rồi, khu vực em mất điện rồi. Sức cây mà gió giật ở trong dàn mà còn như thế này này. Đây là cô chú anh chị thông cảm nhé. Cô chú anh chị lấy gì thì cứ alo qua số điện thoại cho vợ em giúp em với. Cái số đuôi 831 hoặc 124 đấy. Thì vợ em ở trong nhà vẫn nghe điện thoại. Hiện tại năm nay quá kinh khủng. Em chưa bao giờ thấy một cái cơn bão nào mà nó ập đến nhanh như thế này. Chống không kịp. Vừa bật video lên được khoảng 5 phút thì bắt đầu bão.